Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, toàn tỉnh Kiên Giang tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 16 tháng 8 đến hết ngày 25 tháng 8 năm 2021. Phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc tiếp tục ra quân tuyên truyền cho người dân thực hiện nghiêm các nguyên tắc của chỉ thị số 16. Ghi nhận của phóng viên trên địa bàn thành phố Phú Quốc. Qua hai đợt thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, người dân thành phố Phú Quốc đã cơ bản chấp hành rất tốt, nhiều hàng quán, các mặt hàng không thiết yếu đã tạm dừng đóng cửa. Tuy nhiên, qua kiểm tra lần này cũng còn một vài trường hợp mở cửa kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu đã được lực lượng chức năng nhắc nhở, kiên quyết yêu cầu tạm dừng. Qua tuyên truyền, người dân hợp tác và chấp hành. Tụi em chỉ là mở cửa ra để kiểm tra hàng hóa, với lại là thực hiện một số công việc ở trên máy tính thôi. Chứ không có thực hiện buôn bán gì hết, đây là quy định thôi. Chỉ thị 16 là cấm buôn bán các mặt hàng không thiết yếu mà. Mà tại đường chung bữa nay đi chợ về rồi, đã qua anh ta nhờ hớt giùm cái tóc nên là em hớt giùm cái tóc cho khách. Rồi xong đóng cửa là em nghỉ. Còn hôm gà em vẫn thực hiện đúng chỉ thị là em đóng cửa, không có mở cửa. Dạ, trước hai lần giãn cách thì vẫn chấp hành đóng cửa, không có bán. Tại nhà ở đây thì mở hé cửa đi ra đi vô mua đồ ăn đồ uống thôi. Dạ, cũng không có bán. Thì nói chung ý thức người dân ấy, thì nói chung là cũng phải cần nên tuân thủ theo đúng pháp luật nhà nước để đảm bảo cho cái vùng của mình cho nó an toàn. Hiện thành phố Phú Quốc đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức về các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là tuyên truyền việc thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để người dân không lơ là chủ quan trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Đồng thời vẫn duy trì các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại các xã phường trên địa bàn và các chốt tại các chợ truyền thống nhằm kiểm soát chặt người dân ra vào khu vực. Qua hai đợt giãn cách cũng như là thêm một đợt giãn cách thứ ba thì công an phường Dương Đông đã có thực hiện nhiều biện pháp, thì sắp tới đây thì sẽ tiếp tục thực hiện các đợt tuần tra, kiểm tra kết hợp tuyên truyền. Bên cạnh đó thì nếu tiếp tục các cá nhân, các tổ chức vi phạm thì sẽ cương quyết xử lý, lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, hiện nay các cấp các ngành địa phương thành phố Phú Quốc đang tập trung quyết liệt vận động tuyên truyền người dân tiếp tục thực hiện nghiêm các nguyên tắc chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, nêu cao ý thức trách nhiệm cùng với cả nước chung tay phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả.